Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay có một ít máy điện 220 nhé. Toàn bộ là máy điện 220. Và tất cả những cái mặt hàng ở đây của em là đã bao ship hết rồi nhé. Đã bao ship tất cho các bạn. Chỉ phải trả với cái số tiền ở trên video thôi. Còn tiền ship là không phải trả. Là các bạn lưu ý xem kỹ rồi hãy chốt nhá. Phù hợp với công việc của mình vào máy gì thì hãy chốt. Bạn nào xem kênh lần đầu thì nhớ ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho mình. Và ấn nút chuông thông báo để mỗi khi mình lên video thì bạn xem và giải trí cho đỡ buồn. Cái này mình vẫn có rất nhiều nhá. Cái này là cái đầu lăn xích của máy mài này. K một bộ nhé, 12 inch này. Cái làm là nó rất dày nhé, làm là nó dày phải là tầm 6 ly. Đấy, và xích đây, đầy đủ phụ kiện nhé. Nắp ốp đây, cái này là nó tự tra dầu nhá. Bạn về chót dầu ở đây, chót dầu xe máy ấy. Dầu nhớt ấy. Đây là lắp ốp này. Đây là bảo vệ này. Và có một cái tờ hướng dẫn nhá. Có rất nhiều loại nhưng mà mình lấy cái loại này nó dùng cho nó tốt một tí, nó an toàn. Cái này nó là cái thiết bị này cần phải an toàn, rất dày dặn. Bạn nào không biết lắp thì nó có cái hướng dẫn đấy nhé, theo cái hướng dẫn này lắp. 250k bao ship. Cái này bán cho nó phong phú thôi, cho nên cái này là không cán, nó không có gì đâu, bán nó thêm mà cho nó phong phú thôi. 250k. Cái lưỡi cưa này là mình không có đánh số đâu nhé, quên đánh số này. Tôi nói lưỡi cưa này được rồi, cưa xích này được rồi. Đây số 0 là như thường lệ vẫn là máy mài nhé, mình vẫn còn rất nhiều. 650k một máy. Hai con này là nó cứ nằm ở đây thôi. Lần nào mình cũng test hai con này thôi. Bạn nào thích lấy luôn hai con này cũng được, không sao. Một trong hai con, các bạn nào chốt là lấy luôn được, không có vấn đề gì. 650k một máy. Để mình test sơ sơ cho các bạn nào xem lần đầu thì để biết thôi. Con này là con máy có điện 100V nhá, nhưng mà đã cuốn lại lên 220 nhá. Nó chỉ là vấn đề thay đổi dây đầu để cho nó thích ứng với cái nguồn điện 220. Bạn nào lấy Makita thì nói Makita, mà lấy Hitachi thì nói Hitachi. Máy rất đẹp. Pin do nó không có rung lắc gì đâu. Các bạn yên tâm sử dụng, bán rất nhiều rồi, chưa có cái bác nào mà phản hồi về cái chất lượng của nó là xấu cả, rất là ngon. 650k một máy. Số 1 vẫn là những con Eto Mili nhá, Eto kẹp bàn Mili. Nó cùng hãng với lại cái Eto này này, đây này. Asahi này. Asahi này, cái này nó không có dập mà mát này, cùng hãng luôn đấy. 280k, con này là xoay nhá, Eto kẹp bàn và xoay nhá. Đấy, có cả đe này. Bạn nào sửa chữa gì thì cái nhỏ nhỏ thì lấy cái đoạn này. Đấy. Quay tùy ý là khóa nó lại,
Đấy, chốt nó lại là không quay nữa. Mồm này nó 5 phần rưỡi nhé. Đây, mồm đẹp như mới. 280k bao ship. Số 1. Số 2 là con Eto Mili xoay nhé. Đây. Xoay tròn luôn đấy. 360 độ. Đến điểm nào thích thì các bạn khóa nó lại. Đấy, khóa hai bên lại. Cái này nữa. Đấy. Có đe nhá. Mồm này là 75 nhá, mồm 75. Nó mở ra khoảng 8 phân. Đây này, rất là chắc chắn này các bạn nhìn. Về bạn bắt ba cái này xuống bàn là mình sử dụng thôi. Đây này, trục gen này, trục gen vuông rất to này. Số 2 550k bao ship. Số 3 là mình có một con này. Nó là khả năng loa điện là 48V. Made in Korea. Đây, hai cái đều Made in Korea. Hộp số Made in Korea. Nhưng mà mình không có cái điện là 48V này chị. Ấn vào cái này cho vào 12V nó không hoạt động. Coi như là bán là chết đi. 170.000. Còn nhông cơ thì ok này. Con này là con điều tốc nhé. Con này giống như của máy quay vịt đi. Cái tem này nhưng mà nó không đọc được thông số, không còn nữa. Mất rồi. Mở mất rồi. Bán coi như chết nhé, 170.000. Bạn nào lấy thì vui lòng, cái này là chuyển khoản. Không có cái nguồn điện để thử cho vào cái quả pin, quả khoan kia 12V, nó không ăn thua gì, không động tĩnh gì. Ok. Số 3 170k bao ship. Số 4 là một cái lưỡi cưa. Lưỡi này là lưỡi to nhá, lưỡi đại nhất rồi đấy, 382 nhá. 382. Đây. Mình hay gọi là 380 đấy. Đấy, 380 này. Và đúng thông số của nó là 382. Vì nó tình trạng là lưỡi này là lưỡi bãi nhá. Của máy bãi đấy. Nó bị mất ba cái me thì em đã đánh dấu ở đây này. Mất đúng có ba cái thôi, còn đủ nhá, đây răng hợp kim hết nhá. Đây một cái này. Em đánh dấu này, đây một cái này. Và đây một cái này. Đấy, em đánh dấu, em cẩn thận đánh dấu rồi. Thanh lý cho bác nào dùng đến nhá, lưỡi này to chắc ít bác dùng. 350k. Và cái máy nội địa em tháo ra. Số 4 350k. Số 5 là một con bơm. Bơm này hôm trước là em đã đăng rồi. Đăng rồi nhưng mà chưa đúng việc của các bác. Chưa có bác nào dùng đến. Êm như ru. Con này là 0.75 nhá. Điện 220 này, 0.75 này. Tốc 2008. Đây nó bằng cái tem nhôm nha, nó đóng đinh đồng này. Tem nhôm này. Đây các bạn nhìn này.
tem nhôm chữ nổi. Hôm trước là em đang bán đây là 680k. Hôm trước là con số 8 là 680k. Bao ship em lấy 650k. Anh lấy bớt cho các bác 650 bao ship nhé. Con này mới có nó bây giờ là vào 1.300.000 rồi, 1.300.000 đấy. Và con máy này đang còn rất đẹp, cắm điện để nữa cho các bác rất êm. Con bác nào dùng vào việc thì mình lấy thôi, chứ còn thật ra cái này cũng ít bác dùng. Số 6 là con cắt gạch men, nó đúng với lại bụi công trường nên là em cũng không có chưa vệ sinh đâu. Rồi, chưa có vệ sinh gì đâu. Đấy. Nguyên phấn bụi nó nằm của hãng Matex nhé, Matex xịn sò đấy, Matex đời cao đấy. Đây, rất bẩn. Anh nghĩ về như nào bán luôn. Số 6 này 420k nhé. Đây bàn nâng hạ đầy đủ nhé. K bao ship. Số 7 em có một cái máy gọi là đánh cháo đánh bột gì đây, có hai số, số này số bé này, số này số to này. Đánh cháo đánh bột gì là đánh cả hoa quả đây này, cả cua cả cá này. Cái này nó bằng inox là bác về rửa sạch sẽ đây là mình đưa vào xong mình đánh thôi. Đề đây là 700W này. 170k bao ship. Số 8 em có một cái máy này em thanh lý cho các bác nhé. Bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết này. Đây là cái thương hiệu này là của Sencan nhé. Máy rất phổ thông đấy, của hãng đấy. Sencan. Đây tem đây. Nó dính rất nhiều keo để em cạo đi. Đấy em cạo. Tại sao nói thanh lý? Đây này nó nứt ở đây này. Có nhìn chưa, vỡ miếng này. Đấy. Có những cái miếng này là nó không có giá trị để giữ, nó chỉ còn có 3 con này thôi. Thế nhưng mà nó không ảnh hưởng gì. Cái vấn đề nó ở đây là chổi than đang đánh lửa này. Bác nào dùng ít thì dùng ok. Số 8 150k nhá. Bạn nào nhanh tay thì còn, chậm tay thế. Rất là liền lạc, kể cả nút hãm đây vẫn còn. Đó, ok.
em bán coi như bán xác thôi nhá, em không có bán máy sống đâu. Coi như em thanh lý xác máy. Các bác dùng thì dùng, mà lấy được cái gì thì lấy. 150k thì không có gì phải bảo hành cả bác nha. Lưu ý trước khi chốt. Số 9 này, số 9 là một con đông tre này. Con này nó hơi bẩn, hãy để cái giá bẩn cho các bác thôi. Đây này, em cạo đi rồi, cạo bớt đi rồi. Rất là êm, rất êm, cái mỗi tội bẩn thôi. Đấy. Số 9 280k em bao ship đầy đủ liên lạc nhá, không thiếu một cái gì, chạy rất êm. Mỗi tội em nó hơi bẩn thôi, nhưng mà không chê em nó bẩn thì rước em nó về. Tắt điện đi mà không nhìn thấy bẩn nữa. 280k bao ship. Số 10 cũng 280k, nó cũng là bẩn thôi. Số 10 280k em bao ship. Số 11 rất liên lạc. Con này 700W nhé, điện 220V, 700W công suất lớn đấy. Không cắt đít nha. Số 11 320k bao ship. Số 12, con này là con đông sen nhá, đông sen, đông trang công tắc đít này. Này là 570W. 570W. Số 12 320k bao ship. Số 13 là một con Makita, con này là 9556 này. Makita nhưng mà nó mòn hết cái chữ Makita rồi. Rồi nó có chữ Makita ở đây này. Nó mòn hết này. 450k. Em nó cũng hơi bẩn.
cạo bớt đi rồi mà rất êm. Thì em nó bẩn nó cũ nên là mới có giá là 450k, chứ còn nếu như mà nó mới thì giá nó lại khác. Con này mà mới tinh tập hộp thì vào 1.250.000, bác nên nhớ như thế. Này là bằng 1/3, còn là hơn 1/3 tí tí. Rất êm. Vì nó cũ nên nó vàng. Bình thường em bán con này toàn 550 với 600 này. Mà nó mới nó đẹp hơn tí nữa. Bán bẩn này nó giá bẩn, mất giá. 14 là một con Matech. Xịt sò đấy. Đầu kẹp 6 ly nhá. Rồi được tóc ra. Đảo chiều đây. Để tóc ra nha. $270k bao ship, có điều tóc, có đảo chiều. Mười lăm là một con khoan gỗ hai chức năng nhé, con này hai chức năng nhé, điều tóc này. Đầu kẹp 13 ly nhé. Đảo chiều đây. Cái này nó hơi bẹp một tí ở đây nhé, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì, nó là cái khoảng không thôi. Trong này nó toàn bộ là khoảng không thôi, nên là nó va nó bị bẹp. Đấy, còn thực chất ra nó rất bon. Mà đầu đang còn tương đối mới này, răng lợi còn nguyên này. Đấy, rất bon. Đây là nắp khoan mẫu này. Đây, chuyển nắp sang khoan bê tông đây nha. Đây nó có một cái cân mực nước này. Đấy, nó bọt nước ở đây. Nhé. Điện 220V, 600W. $350k bao ship. Không có gì rẻ hơn thế nữa. Mười sáu cũng là một con khoan Matech. Con này là con khoan nhỡ nhé, con này bắn tôn nhé. Lúc nãy là con, đây là khoan nhỡ nhé. Đầu kẹp 10 ly nhé, đầu này là đầu nhựa 10 ly. Dùng rất sướng. Thương hiệu đây, Makita. Bên này là có chữ Matech này.
đảo chiều đây. Đều tắt ra. Số 16 300k bao ship. Số 17 cũng là một con Matic. Đầu kẹp 10 ly. Đầu không kẹp nha. Đều phát ra. Bao ship. Mười tám là một con thổi bụi nha. Không có vòi, thanh lý cho các bác 200k. Số 19 này có cái siêu phẩm, con bào này quá tuyệt vời luôn. Thứ nhất là nó về độ mới của nó thì so với máy cũ thì nó là rất mới. Em đã tháo vào trong này ra đây các bạn nhìn có thể thấy được cái rô của nó vàng óng luôn. Hơi khó nhìn. Đẹp, nói chung là đẹp. Đẹp lắm. Đây, lưỡi đây, chưa hề mẻ. Tuy nhiên các bác về làm thợ thì phải mài nó đi đâu. Cách lưỡi 82 rồi. Kinh 710W nhé. Cái này là nó là hàng nội địa Úc nhé. Nội địa Úc là 710W, điện 220 này. Cái này nó có một cái ấy ở đây này. Cái kê ở đây này. Đó. Khi nào mình bào mình ấn thì nó mới lật lên này, còn bình thường để này cái lưỡi này nó không chạm xuống nền bê tông này. Nó bảo vệ lưỡi. Đây, nó kê lên khoảng 7-8 ly. Này. Đó, khi mình đùn bào nó tướt lên như này. Để này là không bao giờ sợ nó lưỡi nó vào bê tông. Con này sơn si còn nguyên. Đây, tăng hạ ở đây. Tăng hạ nó có độ là chia đây. Nghe nó rú như tàu hỏa. Số 19 550k bao ship.
20 là một con khoan bê tông, nó cũng dính ít keo đấy. Đây là lớp khoan bê tông này. Chỉ có 450k, có điều tốc không có đảo chiều nhé. Đây điều tốc này, bao ship. Số 21. Điều tốc nha. Không có đảo chiều. Cũng 450k bao ship. Một con SEG. Con nào tương đối đẹp. Dính tí sơn luôn. Đây này, cái màu nhựa mà chỗ nó không dính sơn này đang còn rất đẹp. Khoan bê tông này. Bục bê tông này. Khoan gỗ này. Có đảo chiều nha các bác nhé. Đây đảo chiều nó ở đây. Đây. Đó. Đó, nó quay ngược lại này. Đảo chiều. Số 21 550k bao ship. Con này dây zin nhá. Dây zin này, nhưng mà phích cắm không zin thôi. Số 22. 22 là một con cắt bê tông. Con này bác cắt bê tông, cắt mài gì cũng được. Thương hiệu là Matex nhé, xịn sò đấy. Con này là hơi to, hơi gấu. Đây này, con này rất to này. Lưỡi con này là lưỡi 230 nhé. Các bạn có thể lắp lưỡi 250 nhé. Cắt thủng cái trần bê tông 10 phân đấy. Lắp lưỡi 250 là cắt thủng 10 phân luôn. Số 22 950k nhé. 950k. Một con đục 17 ly.
750k bao ship nhá. Bác nào lấy mấy con máy to này cứ cọc cho em 100 mà em chuyển máy cho các bác. Tất cả máy của em đã vệ sinh ngon lành hết này. Đây em có một con này anh tí cho các bác nào về dùng này. Con này nó tình trạng là nó bị mất lò xo nhé. Cái lò xo ở đây này, lò xo để đẩy lên để xuống đây, đây rồi này. Còn nhưng mà nó gãy mất một tai lò xo, hai đầu lò xo nó gãy một đầu. Các nào về cái áo gì về hay là về kiếm cái lò xo làm mà lắp vào. Ra thì dùng tạm mà không cần lò xo cũng được. Đây này, có cả kẹp lưỡi đầy đủ nha. Đấy, kẹp lưỡi đầy đủ, hãng là hãng Ken nhé, hãng này cũng dùng tương đối tốt này, Ken. Đấy, em để cho các bác nào em lấy 900 nhé, 900 chuyển khoản em bao ship. Rồi bác nào lấy thì liên hệ với em nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi, ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Cũng mong là các bác ủng hộ em luôn mãi. Có cái gì không vừa lòng các bác thì các bác cứ đóng góp ý kiến với em. Em chỉnh sửa rồi hoàn thiện dần dần. Cảm ơn tất cả các bác.